giờ đâm đặt phải xoáy đã xong. Ngài hãy thay kiếm thượng chúc mừng cúc tử cho Nguyên Dung. Được, lão xin được phép vào triều ca công lên kiếm thượng. Ta sẽ thay hoàng huynh chúc tử. Kim Long.
chúng tôi không sánh được. Thank you.
lại. Thưa cha, xin cha yên tâm, con có 5 người bạn ở núi Hoa Sơn, tài phép rất cao cường, con sẽ đưa thư lên.